Ok, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh Kiếm Tiền 80, Kiếm Tiền không hướng dẫn các bạn nhận 100 đô nha, miễn phí trên một cái web chương trình này góp của một website điện phơm nha các bạn. Khi bạn tham gia các bạn nhận được token và có ký hiệu là WXT. Này nhận được bao nhiêu token? Rồi đầu tiên mình hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Mình cập nhật những con quét nữa. Ngoài vậy mà máy nó chậm quá. Các bạn chờ lót dự án chút nha các bạn. Chờ các bạn theo dõi nè các bạn. Con quét này cũng mới ra thôi các bạn. Quét của Nga. Khoan. Rồi các bạn trang chủ dự án đó đâu ta, trang chủ dự án là trang độ nha các bạn. Rồi bạn like lên cái, rồi các bạn tách lại cái bình luận tan ba người bạn vô nha các bạn. Các bạn ghi ra cộng là nó hiện ra những người bạn theo dõi mình nè. V2 nè. Ba nè. Rồi các bạn test 1, 2, 3 người bạn nha, bạn test lại nha bạn. Rồi các bạn thoát ra nha bạn. Like nó cái này, test lại cái này nha. Rồi các bạn thoát ra nha bạn. Rồi các bạn join join kênh Telegram của nó nè. Ai góp mình cũng muốn đầy rồi các bạn. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn join kênh Telegram group của nó nè. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Các bạn ghi cho nó một chữ đi. Telegram sorry. Ok. Mẹ Telegram mình bị phá cái bình luận comment group, chó đẻ thiệt tình. Nhìn 5 Messenger. Rồi các bạn điền địa chỉ cho mau để mình chụp cái màn hình đó các bạn. Telegram bị phá cái bình luận người trời. Du full name rồi các bạn ghi tên của mình vô nha các bạn. Nếu có gì thông báo gì mình sao Quỳnh Văn Anh đi. Quỳnh Văn Anh ghi chữ thường thôi các bạn. Rồi địa chỉ email của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy YouTuber. Các bạn mở theo Google ra. Vào trang cá nhân của mình thấy cái username các bạn ghi vô các bạn. À, còng Quỳnh VNNH9 2 4 6 5. Rồi cái tên các bạn vào setting mở Telegram ra và vào setting nha các bạn. Anh vào setting rồi copy của username vô anh 0329931577 2 4 6 8 anh 0299931577. Rồi các bạn bắt địa chỉ với IRC 20 của mình vô nha các bạn. Bạn nào có ví MetaMask chút qua lệ Intercard với gì nền tảng IC20 là được nha các bạn. Con chắc đó là không đậu đó. Không. Rồi các bạn copy ETH luôn nè. Ethereum. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn chạy ra đi các bạn.
Rồi các bạn bắt vào các bạn. Rồi bạn kiểm tra thông tin nha bạn, CD007. Rồi bạn lướt xuống kiểm tra thông tin cái nha bạn. Du Food Name đúng rồi nè. Email ID đúng nè. Du Tower ID đúng nè. Du Telegram ID đúng nè. Rồi bạn bấm nút gỡ là ok nha bạn. Rồi vậy mình đã hoàn thành nhiệm vụ nha bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Chương trình này góp này nào nó có phân phối thì hay là nó có cái thay đổi gì thì nó thông báo qua mail cho mình nha bạn.